Con này là Otoma HD 28 nha các bạn. HD là các cái dòng máy chiếu giải trí của Otoma, tất cả các cái dòng HD đều có màu trắng, sẽ trông rất là sang và sạch nha. Các cái viền bóng ở đây thiết kế khá là phong thủy. HD 28 thì nó có tính năng cao cấp như là Full HD và chạy Full 3D luôn, hai cổng HDMI. Các cổng kết nối đây mà chủ yếu là hai cổng HD1, HD2 thôi. Dòng này sử dụng bóng đèn halogen, tuổi thọ tối đa nó đạt khoảng 10.000 giờ. Đây là cái hình ảnh chiếu của dòng Otoma HD28 chúng ta cảm nhận này. Đây là cái menu của máy này các bạn. Quay gần này cho các bạn cảm nhận được cái vẻ đẹp lạ thường của em. Menu con này nó có tiếng Việt nên khá là dễ xài các bạn. Các bạn thấy được là hiện tại cái phòng này tôi đang để cái ánh sáng nó cũng tương đối nhiều. Tuy nhiên thì hình ảnh chúng ta vẫn cảm nhận được cái màu sắc lên nó khá là tự nhiên. Đây là cái menu để các bạn có khi nào các bạn muốn chỉnh sửa các thông số kỹ thuật thì các bạn chỉnh trong này. Menu đầu tiên là chỉnh các thông số liên quan đến hình ảnh nha. Menu thứ hai là liên quan đến cái tỷ lệ khung hình cũng như là định dạng. Hầu hết các dòng Otoma thì nó đều có tỷ lệ 43 và 16:9. Hiện tại là 43 là 16:9 nó sẽ wide ra. Rồi có tính năng 3D luôn. Ví dụ chúng ta muốn xem phim 3D thì chúng ta mua thêm các cái kính DLP. Khác với các cái dòng máy chiếu 3D rẻ tiền thông thường thì HD28 nó thêm có cái tính năng là VGA 3D. Tuy nhiên là VGA thì chúng ta phải sử dụng thêm qua một thiết bị khuếch đại nữa. Còn nếu mà DLP thì chúng ta chỉ cần đeo kính DLP vào là chúng ta xem thôi. Tất nhiên các bạn cũng phải lựa chọn các cái sụp phim 3D nha. Loa thì hầu hết các cái dòng này âm lượng loa của nó chỉ khoảng từ dưới 5W thôi. Loa khá nhỏ cho nên là thường là chúng ta xài loa ngoài. Xin cha tôi về thời xa xưa lộng gió, bên khóm hoa cà rượt đuổi bướm tung tăng. Con này giá bán nó khoảng 25 đến 30 triệu các bạn, máy mới là khoảng 25 triệu. Chưa hơn ngon. Xin cha tôi về ngày xưa trong mùa lúa. Các bạn muốn tham khảo thêm các cái dòng máy chiếu cũ khác thì truy cập trang web máychiếucũ.com nha. Tôi là Thanh Toàn, Huỳnh Đức Toàn. Rất mong sẽ được tư vấn hỗ trợ cho các bạn. Ngay trên cái video này tôi có để số điện thoại của tôi và có sử dụng Zalo. Các bạn có thể chat ngay Zalo với số đó để tôi tư vấn và hỗ trợ. Trường hợp các bạn cần tư vấn thêm thì hãy để lại số điện thoại, tôi sẽ tư vấn lại cho các bạn.